Nguyện xin ơn sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Lời đầu tiên xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em, các bạn nhỏ đã hiện diện trong thánh lễ ngày hôm nay. Hôm nay lời Chúa nói với chúng ta rằng hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cầu nguyện cho những người ghét bỏ chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu xin cho những người mà chúng ta không ưa, những người mà làm hại chúng ta, để làm chi? Để cho chúng ta có thể trở nên hoàn thiện như Cha trên trời. Cha của chúng ta là Đấng hoàn thiện, và cũng để cho chúng ta ngày một trở nên là con cái của sự tự do. Trong tâm trạng ấy, xin công đoàn hiệp ý tạ ơn Ba Đấng, xin cho gia đình được bình an, xin ơn hoán cải, tạ ơn nhân 28 năm linh mục, đền đại thánh tâm Chúa và Mẹ, xin ơn sức khỏe và công việc bình an như ý, xin cho công việc của giáo xứ được bình an, xin cầu cho hai linh hồn Maria, linh hồn bà cố Maria, ba linh hồn Giuse, linh hồn Anton, linh hồn Phaolô, linh hồn Phêrô, hai linh hồn Anna, linh hồn Anton mới qua đời, linh hồn Phêrô nhân ngày giỗ, các linh hồn tổ tiên và các linh hồn, cùng linh hồn hai cha cố Giuse và cha cố Francisco của chúng ta. Giờ đây mỗi người chúng ta cũng dâng lên Chúa những ý nguyện riêng của mình trong ngày hôm nay. Để lời cầu xin của chúng ta đã được Chúa Thượng chấp nhận, giờ đây chúng ta thực lòng cầu nguyện. Ơn cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa phán cùng các môn đệ rằng: các người đã nghe dạy, người hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các ngươi, hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các ngươi. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các ngươi, để như vậy các ngươi nên con cái Cha các ngươi Đấng ở trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các ngươi yêu thương những ai mến trọng các ngươi, thì các ngươi được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh em các ngươi thôi, thì các ngươi đâu có làm chi hơn những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các ngươi hãy nên hoàn hảo như Cha các ngươi trên trời là Đấng hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Một lần nữa con xin kính chào toàn thể quý bạn chị em. Hãy yêu kẻ thù. Đây là một mệnh lệnh, chứ không phải là một lời khuyên của Chúa Giêsu, mà là một mệnh lệnh dành cho tất cả chúng ta là môn đệ của Chúa phải làm. Thế thì yêu những con người luôn nói xấu mình, hạ giá mình, khích bác mình, rồi yêu những con người mà làm cho chúng ta bực mình, rồi những người âm mưu đủ điều để hại chúng ta, thì điều đó có thể làm được không? Chắc chắn là khó, đúng không cộng đoàn? Khó nếu như mà không muốn nói là không thể làm được. Những ai mà chúng ta đã từng có kinh nghiệm bị người khác hại đời của chúng ta, từ vật chất cho tới tinh thần, thân xác đó, đều biết rằng đối với kẻ thù của mình, nội mà việc không trả thù thôi đã rất là cao thượng rồi. Rồi bây giờ cao hơn nữa là tha thứ, quên đi. Nhưng mà rồi bây giờ Chúa còn đòi hỏi hơn nữa. Chúa lại bảo phải yêu luôn kẻ thù, thì chắc là một cái đòi hỏi quá sức chúng ta, đúng không?
cái gì làm cho nó khó như vậy? Điều mà làm cho chúng ta không thể yêu được kẻ thù chính là vì chúng ta luôn làm theo bản năng của con người chúng ta, theo một cái thói quen. Nên chúng ta để cho cái đối tượng là kẻ thù, kẻ làm hại ta, quy định cái tình cảm của ta là mình coi như giống như là mình thụ động. Biết chữ nghe gọi là cái đối tượng mà chúng ta coi là kẻ thù đó, hoặc là người ta coi mình là kẻ thù, quy định cái tình cảm của mình. Nếu như mà gặp cái người yêu thương mình thì mình yêu thương lại. Nếu như mà gặp cái người dễ thương thì chúng ta thương rất là dễ. Nếu mà gặp cái người mà biết ơn làm phúc cho chúng ta thì chúng ta biết ơn và quý trọng lại. Còn mà gặp người khó ưa đó thì chắc chắn không thể chấp nhận họ được. Rồi chưa kể những người nói xấu, những người làm đủ điều để mà hại tới lợi ích của mình hay là thanh danh của mình thì càng không thể chấp nhận hơn. Và thế là chúng ta cứ loay hoay dành bằng thì làm sao mà trả được đũa làm được, thì làm sao được để mà cho cái kẻ làm điều dữ phải biến dạng khỏi tâm trí của mình. Thế là chúng ta mất bình an, đêm nằm gối tay đặt tay ở trên trán suy đi nghĩ lại cái điều mà người ta làm hại mình, không ngủ được, suy kiệt tinh thần. Rồi mình bị giam cầm ở trong chính cái thù hận của mình, rồi mình bị lệ thuộc vào cái đối tượng của mình. Có những người trong đồng đoàn, có những người không thể tha thứ cho những người làm hại mình, cho những người giờ chết, giờ hấp hối, cũng không chịu tha. Rồi họ đi không thanh thản, là thậm chí có người không chết được, bởi vì cứ nhớ mãi cái người anh em đó đã từng phản bội mình như thế nào, đã từng hại mình như thế nào. Ở những người đứng xung quanh nói thôi bây giờ tha đi, để mà ra đi thanh thản, không tha, rồi cứ nằm đó hấp hối thoi thóp mình không đi được. Thế thì để yêu kẻ thù, chúng ta phải có một cái nền tảng từ tình yêu ở nơi Thiên Chúa. Khi đó thì chúng ta sẽ dễ dàng yêu bất chấp ngoại cảnh như thế nào, yêu bất chấp cái người đó, cái người đối diện là thế nào, có làm gì cho ta, dù tốt hay dù xấu. Cũng như là Thiên Chúa vẫn luôn chặn lòng thương và tha thứ cho cái ông vua A-Kháp ở trong bài 1 mà chúng ta nghe. Ông phạm tội tay đinh giết hại người công chính, người anh em là ông A-Vốt, chiếm lấy cái vườn nho rồi thờ thần thờ mẫu tượng theo cái bà vợ Isabel để mà thờ thần, rồi lập thêm các cái tượng thần bãi bỏ những cái lễ tế Thiên Chúa. Phạm tội tay đinh và nhưng mà Thiên Chúa vẫn tha thứ. Và đồng thời cái thưa các bạn anh chị em, lời Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù là một lời để giải thoát chính chúng ta. Mình thì hay nghĩ rằng cái việc mà yêu kẻ thù á, là để làm ơn làm phúc cho cái kẻ thù ấy cho nó được thanh thản, nhưng mà không phải. Nhiều khi họ đâu có biết là chúng ta cầu nguyện cho họ đâu, nhiều khi mà họ đâu có biết là chúng ta tha thứ cho họ đâu. Chỉ có mỗi mình chúng ta, nếu mà chúng ta vẫn giữ cái mối nghiệp kích thù hận ấy thì mình dằn vặt thôi, chứ còn kẻ thù họ cũng dằn vặt thì họ đâu có biết. Thế thì cái việc yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ làm hại mình là để giải thoát mình, là để cho chúng ta được thanh thản. Cộng đoàn với người thường thường, thay vì chúng ta cầu có, chúng ta bực dọc, chúng ta quằn quại khi mà nghĩ đến hay là khi gặp mặt giáp mặt cái người mà chúng ta không ưa đó, thì thay vì như vậy thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta chúc lành cho họ. Chắc chắn là khi làm như thế chúng ta sẽ bình an hơn, và hơn thế nữa chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa, là những con người tự do. Vậy thì còn chần chừ gì mà trong ai đó thì chúng ta đang còn giận một người nào đó, ghét một người nào đó mà lại không dâng lời cầu nguyện cho họ để chính mình được bình an và tự do, và được thêm hoàn thiện như Cha trên trời của chúng ta là Đấng hoàn thiện.